Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta ngày hôm nay mình và các bạn vẫn tiếp tục với ở bài số 15, đó là về khối lượng kg. Và bài hôm nay chúng ta sẽ bước vào bài luyện tập số 2. Bài luyện tập số 2, đây chính là bài luyện nội dung của bài luyện tập số 2. Chúng ta cùng xem nhé. Ở đây, bài luyện tập số 2 cho chúng ta đó là hai bức tranh, đó là cân nặng. Và phần A yêu cầu chúng ta trả lời câu hỏi: con ngỗng cân nặng là bao nhiêu? Con gà cân nặng là bao nhiêu? Thì bây giờ chúng ta cùng nhìn vào các bức tranh để trả lời câu hỏi nhé. Đầu tiên, con ngỗng cân nặng là bao nhiêu? Ở bức tranh này, chúng ta thấy con ngỗng có cân nặng bằng với số ở bên này. Đĩa cân bên này chứa hai quả cân. Quả cân thứ nhất là 5kg, quả cân thứ hai là 2kg. Vậy thì để tìm được cân nặng của ngỗng, chúng ta thấy con ngỗng nặng bằng cân nặng của hai quả cân. Chúng ta sẽ lấy tổng cân nặng của hai quả cân này thì bằng số cân nặng của con ngỗng. Chúng ta lấy 2kg cộng 5kg thì bằng bao nhiêu? 2 cộng 5 bằng 7kg. Vậy con ngỗng có cân nặng là 7kg. Tiếp theo phần B, con gà cân nặng là bao nhiêu? Ở đây chúng ta thấy con gà, cân nặng của con gà bằng với cân nặng của cái đĩa này. Đĩa này chứa hai quả cân. Quả cân là 2kg và một quả cân là 1kg. Vậy là số cân nặng của con gà sẽ bằng tổng khối lượng của hai quả cân này. Chúng ta sẽ tổng khối lượng hai quả cân này là chúng ta sẽ lấy 2 cộng 2kg cộng 1kg bằng 3kg. Vậy là khối lượng của con gà bằng 3kg. Chúng ta đã trả lời xong câu hỏi thứ hai. Các bạn thân mến, vậy là mình đã vừa hướng dẫn cũng như cùng các bạn thực hiện xong hai câu hỏi của bài luyện tập số 2. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ đừng quên like video và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.